Thưa quý vị, chiều ngày 17 tháng 11, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa, Câu lạc bộ Doanh nhân Thanh Hóa tại thành phố Hồ Chí Minh, phía Nam tổ chức hội nghị kết nối giao thương, xúc tiến thương mại Thanh Hóa, Bà Rịa Vũng Tàu và các tỉnh phía Nam. Tham dự có ông Nguyễn Văn Thi, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa, ông Cao Tiến Đoan, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa, Chủ tịch các hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu và hơn 50 doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa và Bà Rịa Vũng Tàu cùng tham dự. Phát biểu tại hội nghị kết nối giao thương xúc tiến thương mại Thanh Hóa, Bà Rịa Vũng Tàu và các tỉnh phía Nam, ông Nguyễn Văn Thi, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa cho biết, trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa có 154 dự án FDI còn hiệu lực với tổng vốn đầu tư đăng ký 14,7 tỷ đô la Mỹ, đứng đầu các tỉnh Bắc Trung Bộ và đứng thứ 8 cả nước về thu hút FDI. Hiện tổng sản phẩm GRDP của Thanh Hóa đứng thứ 3 trong nhóm 10 tỉnh thành phố có quy mô kinh tế lớn nhất cả nước và đứng đầu các tỉnh thuộc khu vực Bắc Trung Bộ. Tỉnh Thanh Hóa luôn hoan nghênh, chào đón các doanh nghiệp đến nghiên cứu, tìm hiểu cơ hội đầu tư tại tỉnh. Thanh Hóa cam kết đồng hành và tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp nhà đầu tư. Sự kiện kết nối giao thương xúc tiến thương mại giữa doanh nghiệp Thanh Hóa, Bà Rịa Vũng Tàu và các tỉnh phía Nam lần này là dịp để tỉnh Thanh Hóa chia sẻ, lan tỏa những tiềm năng, thế mạnh của vùng đất, con người Thanh Hóa đến với các nhà đầu tư trên mọi miền Tổ quốc. Dịp này, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa, Câu lạc bộ Doanh nhân Thanh Hóa tại thành phố Hồ Chí Minh, phía Nam, Hội Doanh nhân trẻ Thanh Hóa và Bà Rịa Vũng Tàu, Hiệp hội Du lịch tỉnh Thanh Hóa và Bà Rịa Vũng Tàu đã ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác toàn diện giữa các hiệp hội doanh nghiệp